mong rằng là trong con đường tiếp theo thì hai vợ chồng sẽ sinh sống với nhau thật là hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc hai vợ chồng hạnh phúc sống với nhau đầu bạc răng và sớm có baby nhé. Hy vọng là sau này em Nhung sẽ vững bước trên con đường gia đình sắp tới. Và trong cuộc sống vợ chồng thì anh Dương là không đỡ bắt nạt Nhung đâu nha. Đã đến với nhau.